Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop Claim 500.000 tốc cần có ký hiệu là Support NFT nha các bạn. Thì con này còn 17 ngày nó sẽ list sàn Binance Swap nha các bạn. Thì theo thông tin trên tờ Twitter của nó nè các bạn. Thì hiện tại nó bán hàng free sale với giá là 0.24246 -600 khi list sàn sẽ là 52 -560 nha các bạn. Thì các bạn sẽ ít 10 tỷ sản nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình các bạn. Các bạn dán vào trình duyệt với chút của tất cả các bạn nè. Con này mình sẽ chat các bạn. Rồi các bạn dán vào một đát trên dưới chút của xong thì các bạn lướt xuống các bạn thêm một claim airdrop nữa các bạn. Thì các bạn có thể mua Binbay tối thiểu 0.01 BNB và mát 10 BNB các bạn. Đây con khuyến khích các bạn mua các bạn, mình hướng dẫn các bạn claim free nè. Bạn bấm kết nối nè. Rồi, các bạn sẽ tốn là 0.00000 -3005 BUSD nha các bạn. Mình sẽ tốn 0.2 đô nữa. Rồi, ok, mình đã claim xong các bạn. Qua wow, mình copy con chắc của nó các bạn. Hiện tại tổng cung của con này thì nó có 3, 6, 9, 12. Hiện tại dự án này có 18.923 holder các bạn. Dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn copy con sắt của nó nè. Rồi các bạn trả về chút flex nè bạn. Mình có để con sắt cho phần link mô tả cho các bạn nè. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được 500 ngàn tốc cần nè bạn. Hiện tại nó có logo luôn nè các bạn. Thì các bạn yên tâm mà claim nha các bạn. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn claim 500.000 tốc cần Swap NFT đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.